Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn, ứng xử với quốc gia phương Đông khổng lồ và khó lường Trung Quốc đang là bài toán chiến lược hóc búa nhất của Mỹ. Mối giao bang Mỹ-Trung ngày càng thể hiện rõ bản chất là cạnh tranh không khoan nhượng giữa một cường quốc đang vượt lên và một cường quốc đang bị lung lay và mất dần sức bật. Trong cuộc đối đầu của hai ông lớn, Việt Nam là nước có vị thế có 1-0-2. Chỉ chưa đầy một tuần, Bác Trọng rời Bắc Kinh về Hà Nội, thì phía Mỹ dục dịch đưa tin Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11 này. Thú vị là ngay lập tức Trung Quốc cũng vội vàng bật tín hiệu về việc mở cửa biên giới với Việt Nam. Câu hỏi đặt ra ở đây là mở cửa biên giới là cách để Trung Quốc tiếp tục chạy đua với Mỹ trong việc tái khẳng định tầm quan trọng của Bắc Kinh với Việt Nam hay không? Mỹ sẽ làm gì để khẳng định Việt Nam quan trọng nhất với họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới? Nếu bạn thích thú với chủ đề này thì hãy theo dõi hết video nhé! Các bạn thân mến, ông bà ta có câu, có thực mới vực được đạo. Này các bạn trẻ hay nói anh em hết tiền mới biết lìa mặt nhau. Điều này phần nào nói rằng vật chất quyết định ý thức, chân lý ấy khó thay đổi. Nói rộng ra trong quan hệ bang giao Việt-Trung, ngoài việc nước xa không cứu được lửa gần, ngoài chuyện bán anh em xa mua láng giềng gần, thì kinh tế vẫn còn là bài mà ông anh Trung Quốc thường dùng mỗi khi giận dỗi người em Việt Nam để chứng tỏ sức mạnh đồng tiền. Công bằng mà nói với Việt Nam, thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của chúng ta là Trung Quốc. Mỹ cấm vận thì Việt Nam vẫn gọi là tạm ổn, nhưng hẳn nếu Trung Quốc cấm vận thì với Việt Nam sẽ là một câu chuyện vô cùng khó khăn. Các bạn cứ nhìn hàng nghìn chiếc xe chở nông sản nối đuôi nhau xếp hàng dài cả chục km ở cửa khẩu trong đầu năm 2022 là đủ hiểu thị trường Trung Quốc quan trọng với Việt Nam ra sao. Nông dân Việt chỉ cần nghe loáng thoáng Trung Quốc đóng cửa khẩu này, khép cửa khẩu kia là cũng xanh mặt rồi. Bắc Tập thì cũng thuộc dạng bậc thầy trong việc chọn thời điểm để thể hiện tầm quan trọng sức mạnh của thị trường Trung Quốc tới hầu bao của người Việt Nam. Vì thế, ngay khi nghe phong phanh bên trời Tây thông tin bác Biden sẽ lặn lội sang thăm Việt Nam trong những ngày tới, thì ngay lập tức thông tin Trung Quốc sớm mở cửa được dần dần đăng tải. Bắc Tập lo lắng không ạ? Lo lắng chứ, bởi chẳng biết bác Biden sang gặp bác Trọng sẽ nói với nhau điều gì, thỏa thuận hợp tác nào sẽ đạt được. Mỹ vốn chơi lớn và nổi tiếng chơi tất tay mà, nên không khẩn trương cũng không được. Cho đến khi Zero Covid mới hoàn toàn mở cửa biên giới thì hàng hóa Việt Nam sang hết trời Âu rồi còn đâu. Bắc Kinh làm căng quá thì Việt Nam mở cửa đón Mỹ, thậm chí sẵn sàng cho chuối, thanh long, vải thiều đi máy bay hạng thương gia sang hẳn đất nước Mỹ. Vậy nên, trong suốt tuần qua, các bài trên mạng xã hội nói về khả năng Trung Quốc nới lỏng các quy định kiểm soát COVID-19 vào tháng 3 năm sau sẽ được đưa ra. Tại hội nghị ngành ngân hàng hôm đầu tháng, một vị quan chức kiểm soát dịch bệnh cấp cao của Trung Quốc cũng nói rằng sẽ có những thay đổi đáng kể đối với chính sách Zero Covid diễn ra trong vòng 5-6 tháng tới. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, bắt đầu từ tháng này, một số sân bay và nhà ga, tàu cao tốc không còn yêu cầu hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 48 giờ. Báo chí Hồng Kông cũng cho biết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét các bước để mở cửa trở lại dần dần. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo đạt được thỏa thuận cho phép người nước ngoài tại Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19 của liên doanh Mỹ, Đức, Pfizer, BioNTech. Thông báo này cũng làm dấy lên kỳ vọng rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị mở cửa trở lại. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó, trong cuộc gặp hôm cuối tháng trước, cả Trung Quốc và Việt Nam đều hiểu rõ tầm quan trọng của giao thương hai nước, nên không lạ khi một trong những điểm nổi bật trong thông cáo chung là tăng cường thương mại. Thông cáo chung ghi rõ, hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước, thúc đẩy xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của hai nước. Phía Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho khoai lang, các loại hoa quả có múi, tổ yến và một số nông thủy sản của Việt Nam. Phía Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho sữa của Trung Quốc. Điều chúng ta ngạc nhiên là thông thường từ văn bản tới thực thi là khoảng cách khá xa theo đặc thù của văn hóa phương Đông. Tuy nhiên, chuyện lần này lại là khác.
Ngay sau khi Bắc Kinh về nước chưa đầy một tuần, thì phía Trung Quốc đã thông tin sớm mở cửa biên giới. Trong khi đó, hai năm qua, Trung Quốc vẫn kiên trì một mục tiêu Zero Covid. Trước sự thay đổi này, các chuyên gia cho rằng một phần Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến dịch mở cửa toàn diện để thực hiện mục tiêu 100 năm tiếp theo. Mặt khác, Trung Quốc đang thể hiện cam kết của họ với Việt Nam sau chuyến thăm của Bắc Trọng và tất nhiên cũng muốn gửi tới Mỹ rằng Việt-Trung không chỉ có tình cảm láng giềng mà còn là gắn bó sâu sắc về lợi ích kinh tế. Các bạn đều biết Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam nhiều năm qua. Năm 2021, bất chấp COVID-19, thương mại song phương của hai nước chạm ngưỡng 166 tỷ đô la Mỹ. Ngoài con đường chính ngạch thì buôn bán qua đường tiểu ngạch của hai nước vẫn được cho là rất rầm rộ. Sang năm 2022, chỉ với 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 41 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu sang Việt Nam trên 91 tỷ đô la Mỹ. Với con số này và còn 3 tháng năng suất cuối năm, chắc chắn thương mại hai nước sẽ chạm con số 170 tỷ đô la Mỹ. Nếu năm 2023 Trung Quốc mở cửa hoàn toàn và có nhiều chính sách thúc đẩy thương mại hai nước, con đường xuất nhập khẩu được khơi thông thì thương mại hai chiều chạm ngưỡng 200 tỷ đô la Mỹ có thể không phải là cái đích. Trong khi đó, như chúng tôi từng nói, quan hệ Việt-Mỹ đang ở thời kỳ mật ngọt nhất thì thương mại song phương hai nước cũng chỉ ở mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Nếu so sánh thì rõ ràng thương mại song phương Việt-Trung vẫn là nhất, Mỹ khó lòng đuổi kịp. Vậy Mỹ sẽ làm gì để đáp lại Trung Quốc trong cuộc đua theo đuổi cô gái Việt Nam đây? Rõ ràng, Mỹ không từ bỏ, thậm chí chơi lớn khi tại Hà Nội tuyên bố rằng Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Chúng ta chưa rõ Tổng thống Biden có sang thăm Việt Nam trong thời gian tới hay không, khi bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang diễn ra. Nếu có, cũng chưa rõ Tổng thống Biden sẽ mang theo thông điệp cụ thể gì. Tuy nhiên, thông điệp gần đây nhất của Mỹ vào tháng 10, Mỹ không ngần ngại khẳng định Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ ngay trên đất Hà Nội. Thông điệp này, ngôn ngữ này trong ngoại giao quả không thể xem nhẹ. Chúng tôi xin trích lại phát biểu của trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Kirstenbrink trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam như sau. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực và với Việt Nam. Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Chúng tôi quan tâm và chú trọng vào sự thành công của Việt Nam với niềm tin là Mỹ sẽ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác của chúng tôi thành công. Nên nhớ, năm 2023, Việt-Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Mỹ cũng bày tỏ rất chân tình. Chúng tôi mong sẽ hợp tác với các đối tác bạn bè ở Việt Nam để nâng mối quan hệ giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới. Trước thông điệp của Mỹ, chúng ta có thể đoán rằng bước đi tiếp theo cho năm 2023 là phải thuyết phục Việt Nam bằng được trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, cụ thể từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện để ít nhất ngang bằng với Trung Quốc, từ đó để Việt Nam có thể trông cậy vào Mỹ như chính mong muốn và cam kết của Mỹ. Các bạn thân mến, chưa rõ Việt Nam sẽ trông cậy vào Mỹ như thế nào, nhưng nếu Trung Quốc sớm mở cửa, chắc chắn đây sẽ là tín hiệu vô cùng tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia cũng đều nhận định, khi Trung Quốc nới lỏng các chính sách Zero Covid, chắc chắn là Việt Nam sẽ được hưởng lợi ngay trong quý tư này. Khơi thông con đường xuất khẩu của Việt Nam từ nông sản đến dệt may, từ du lịch tới hàng không. Trong báo cáo mới đây, các tổ chức cũng cho biết giá nhiều mặt hàng chủ chốt bao gồm năng lượng và nông sản đang giảm dần sau một thời gian dài tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Điều này thúc đẩy biên lợi nhuận cho các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ba nhóm ngành được dự báo hưởng lợi từ động thái mở cửa của Trung Quốc là một nhóm ngành tiêu dùng, lương thực, chăn nuôi. Trung Quốc mở cửa nền kinh tế có thể tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của nhóm ngành tiêu dùng, lương thực và chăn nuôi, khi đó xu hướng giảm của chi phí vận chuyển cùng vấn đề tắc nghẽn tại các cảng của Trung Quốc được giải quyết. Ngoài ra, các doanh nghiệp có đóng góp từ doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể khi nhu cầu phục hồi như nhóm xuất khẩu lúa gạo. 2. Ngành hàng không. Trong trường hợp Trung Quốc mở cửa trở lại, ngành hàng không sẽ được hưởng lợi do các đường bay quốc tế phục hồi. Trung Quốc là thị trường hàng không lớn nhất đến Việt Nam. Sản lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc chiếm 32% tổng sản lượng khách quốc tế trước dịch. 3. Ngành thủy sản. Việc mở cửa của Trung Quốc sau thời gian dài theo đuổi chính sách Zero Covid sẽ có tác động tích cực đối với ngành cá tra của Việt Nam. Trung Quốc luôn thuộc nhóm thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất. Việc tiêu dùng bị thắt chặt trong gần 3 năm dịch khiến nhu cầu bị kìm nén trong khi tồn kho ở mức thấp. Do đó, BSC kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ cá tra tăng cao, giúp cả ngành cá tra tăng trưởng.
Là người Việt Nam, chúng ta không phủ nhận Việt Nam phần nào được lợi từ sự căng thẳng của quan hệ Mỹ-Trung. Sự o bế của hai ông lớn đang được Việt Nam tận dụng để xây dựng đất nước vững về chính trị, mạnh về kinh tế. Nhưng Việt Nam hiểu rõ lịch sử thế giới trước hết là cuộc đua tranh quyền lực giữa các nước lớn. Từ thời kỳ lịch sử xa xưa, thế giới đã không ngừng bị cày xới bởi những cuộc chiến tranh của các đế chế, các cường quốc. Hiện thời, khuấy động khuynh đảo vũ đài quốc tế không ai khác vẫn là những ông lớn đã và đang án ngữ mặt tiền đời sống thế giới từ nhiều thập kỷ này. Vậy nên, với vị thế có 102 của Việt Nam, chắc chắn cuộc chạy đua theo đuổi cô gái Việt Nam của Mỹ, Trung sẽ còn nhiều điều hấp dẫn. Cùng tin mới chờ đón những bất ngờ tiếp theo trong thời gian tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!